Điểm hẹn Chúa Nhật, Chúa Nhật thứ 24 thường niên, ngày 15 tháng 9, 2024, hiệp hành với người viêm khớp thiếu niên tự phát. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương song hành cùng tiến về thiên đường đồng sự không khác đập tan môi dây hận thù tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu xót thương chia sẻ bao người yêu đuôi lầm than tìm nguồn uy an đỡ nâng ai bước hoang đàn song hành bên chúa lòng xót thương Song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Thưa anh chị và các bạn, hôm nay là Chủ nhật thứ 24 thường niên, ngày 15 tháng 9 năm 2024. Điểm hẹn Chủ nhật hôm nay xin giới thiệu với anh chị em và các bạn một cuộc gặp gỡ mang tên Hiệp hành với người viêm khớp thiếu niên tự phát. Thưa anh chị em và các bạn nghe tự đề có lẽ chẳng ai hiểu là cái gì, tôi cũng chưa hiểu là cái gì. Người viêm khớp thiếu niên tự phát là sao? có ai biết cái bệnh đó là bệnh gì không? viêm khớp thiếu niên tự phát biết không biết không bạn không. À, biết không ạ không thì không biết thì nhờ người biết chuyện nói cho chúng ta biết mà người biết chuyện thì đang ngồi trước mặt chúng ta đây à, xin giới thiệu với anh chị em người biết chuyện à, xin người biết chuyện thiếu niên viêm khớp tự phát như thế nào giới thiệu cho mọi người biết tên chị là gì bao nhiêu tuổi ở đâu và làm gì con chào cha và cộng đoàn con 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 chào cha và cộng đoàn con là Maria Trần Thị Phượng năm nay con 43 tuổi con đang làm may bên đầm thời trang và con ở giáo sứ Trung Chánh giáo phận thành phố ạ chồng con là Đa Minh Nguyễn Trọng Phú 48 tuổi chồng con là Đa Minh Nguyễn Trọng Phú 48 tuổi và con trai của con Đa Minh Nguyễn Trần Gia Bảo 21 tuổi và con gái của con là Teresa Nguyễn Trần Gia Linh 17 tuổi là con gái con đang Vâng, chúng ta gặp gỡ chị Maria Trần Thị Phượng 43 tuổi ở giáo xứ Trung Chánh, giáo phận Sài Gòn. Chị có hai người con, con trai Nguyễn Trần Gia Bảo, Trần Gia Bảo bao nhiêu tuổi? 21 tuổi và người con gái là Nguyễn Trần Gia Linh 17 tuổi đang học lớp 12. À, câu chuyện đó là câu chuyện của Nguyễn Trần Gia Linh đúng không? Ừ. Vâng, đó là người thiếu niên bị viêm khớp tự phát. Nhưng mà trước khi nói đến câu chuyện người thiếu niên viêm khớp tự phát như thế nào, thì nói về chuyện gia đình của con trước. À, con là người đạo gốc hay là đạo theo? Dạ, con là đạo gốc ạ. À. Vâng, à, con được biết đến lòng thương xót Chúa từ năm nào? Từ khi cha còn ở uh, giáo sứ uh, giáo, giáo sứ gì con Xuân. Chí Hòa, Chiêu Hòa dạ, dạ đúng rồi ạ. Là năm 2008 à. Dạ, vâng ạ. Thì lúc đó con được ơn đầu tiên là mẹ con đi để lúc mà cha ở Chí Hòa thì mẹ con bị um, một cái gai ở gót chân con xong đi, rồi. Đi. Mẹ con ở cái gai ở một gót chân xong rồi mẹ con mới bị một cái hỗng xong rồi mẹ con nằm viện ở, ở quê tại quê con ở bạc liêu à, rồi nhà chồng con thì ở đây Rồi xong rồi con mới về con lo cho mẹ con được một tuần thì con về thành phố cũng được một tuần luôn thì con bị mổ đồ thừa con mổ đồ thừa được một tháng thì mẹ con lại nằm viện ở chợ rẫy thì khi nằm viện thì bác sĩ mổ chân mẹ con thì lấy từ thịt chỗ này đắp qua chỗ kia thì khi uh, mẹ con mới về nhà con ở để mà theo dõi thì một tuần quay lại tái khám thì cái chân của mẹ con nó không có ăn thì mẹ con mới um, bác sĩ nói là phải về theo dõi một tuần uống thuốc nếu mà không được thì phải tháo khớp chân ra là mất một bàn chân á thì xong cái mẹ con khóc cái con mới quay về nhà thờ chí hòa lúc 5 giờ sáng thì con chở mẹ con thì con cũng không gặp được cha thì con viết thư khấn thôi thì con viết xong rồi con xin cha cầu nguyện cho mẹ con để cho mẹ con không phải gỡ cái chân nữa mà cái chân của mẹ con mà mở cái vết thương nên nó thối giống như trái trứng ung luôn á thì con lúc đó mới mổ rồi thừa có hàng tháng thì cái phần đó là chồng con chăm sóc mẹ con thì khi mà con cầu nguyện xong được 3 ngày thì khi chồng con mở ra thì chân của mẹ con khô chồng con mới la lớn lên trời ơi em ơi chân mẹ khô rồi chúa chữa lành cho mẹ thì lúc đó con mới chạy lại con nhìn thì cái bàn chân của mẹ con nó không có chảy nước mà nó cũng không còn thối nhưng mà chồng con lại hay cái là chồng con cầm chân mẹ con lên chồng con ngửi để xem còn hay không thì không còn thì con lại 5 giờ sáng một tuần nữa là con quay lại bệnh viện chở mẹ con thì con quay lại nhà thờ chị hòa cũng 5 giờ sáng nữa thì con để con tạ ơn chúa để cho mẹ con tạ ơn chúa thì khi vào trong bác sĩ thì bác sĩ nhìn thấy chân mẹ con vậy bác sĩ nói là mẹ bác sĩ thấy mẹ con đeo cái chuỗi thì bác sĩ nói là vậy là chúa chữa lành cho bà rồi đó, bà không phải tháo khớp chân nữa. Là cái ơn đầu tiên là con ở nhà thờ Chí Hòa. Đó là cái ơn lớn nhất. Nè. Vâng thưa anh chị em, Chị đang nói về lúc chúng tôi làm lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Năm 2007 2008 thì chúng tôi bắt đầu làm công cuộc lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Hiến Sĩ là 6, là 7, là 8. Sau đó thì từ huyện sĩ chúng tôi về nhà thờ Chi Hòa làm đến năm 13. Rồi trong thời gian làm nhà thờ Chi Hòa thì uh, mỗi tuần chúng tôi làm một ngày. Trước thì làm ngày thứ 6 và sau chuyển lại ngày thứ 5. Mà đó là chị đang nói về cái thời gian chúng tôi um, làm lòng thương xót chúa nhà thờ Chi Hòa. Thường thì uh, lúc nào cũng vậy. Bắt đầu bằng chuỗi mân côi rồi chuỗi lòng thương xót rồi thánh lễ à, cứ như thế à, nếu mà thứ năm đầu tháng thì chúng tôi làm thêm giờ chầu thánh thể à, chúng tôi chỉ có bốn món ăn tinh thần đó là chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót thánh thể và thánh lễ người ta gọi là đạo đức bình dân à, cứ bình dân như thế và đến với những con người bình dân đến với những con người có khi thì học hành chẳng có đến nơi đến chốn có khi cũng chẳng có học rồi đến với những con người ngoại đạo Những người dân tộc Những người bệnh tật Những người nghèo túng Những người đau khổ Những người bị khủng hoảng về vật chất cũng như về tinh thần Đây là những đối tượng mà thường họ đến với lòng thương xót Chúa Những con người tội lỗi Những con người bị bỏ rơi Những con người bị mọi người khinh chê coi thường Không còn niềm tin vào họ nữa Như là xì ke ma túy nghiện ngập hay là những con người mắc cái căn bệnh nan y giống như chị vừa mới kể người mẹ bị cái bệnh đó cái chân nó cứ thối hoắc lên như thế mà không cách nào được mà khỏi được rồi chị thì bị uh, ruột thừa ở trong cái lúc bế tắc như vậy thì, um, thuốc men trần gian thì cũng hết thuốc rồi gọi là hết thuốc rồi và bác sĩ đề, đề, chữ bt bt là gì lần sau thì xin ghi rõ đừng chữ nào ghi rõ chữ đó đừng ghi tắt ghi tắt nó cũng nghi nghĩa lắm bó tay um, có ông bác sĩ có hai người bệnh người bệnh nặng người thì bệnh nhẹ do xuất viện ghi bt mười chín bt cái anh chẳng bệnh nặng bảo là bó tay đó là đưa về để mà lo hậu sự thì anh đọc chữ bt bảo ô mừng quá bác sĩ thôi bình thường rồi thế là về anh ăn uống thoải mái cứ vui tươi lạc quan yêu đời hay đi khoe hết mọi người bình thường và không lo lắng gì nữa tự nhiên kháng thể cho anh ấy chống lại căn bệnh và anh ấy đúng là trở lại bình thường. đáng lẽ thì lo hậu sự, thì bây giờ không lo hậu sự mà uh, lo đủ mọi thứ sự, uh, miễn là không có hậu sự, anh làm được mọi chuyện. còn cái anh mà đáng lý ra thì là um, bình thường là trở về không có chuyện gì ấy, thì đọc bác sĩ nói bó tay rồi, bó tiêu rồi, về cái tự nhiên suy sụp tinh thần vợ con khuyên rủ gì, nhủ gì cũng không được cầu nguyện cũng thất vọng bác sĩ bó tay còn làm được gì nữa tự nhiên đang là một người bình thường cái vì cái chữ bt chữ bó tay đó mà anh ấy thành thất vọng rồi tuyệt vọng và bệnh ấy càng ngày càng trầm trọng và anh ấy um, ra đi còn người kia thì Đánh nhẹ bó tay thì trở lại bình thường còn anh bình thường thì thành bó tay cho nên cái tinh thần nó quan trọng lắm thưa anh chị em Và chữ viết tắt thì nó cũng uh, nhiều cái nguy hiểm lắm Nghi um, nghĩa uh, Nhất là tiếng Việt còn có dấu nữa um, Mà có dấu đó thì uh, Mà dịch ra thì ghê gớm lắm Thấy không? Người ra thì ghê gớm lắm mà chị em nhiều lần bị uh, ngộ nhận bị nghi nghĩa vì cái sự không có dấu Đọc ra đủ mọi thứ Rồi thì những con người mà họ đang thất vọng đang chán nản không còn cái phao nào mà họ tìm được cái sự bình thường ấy tìm được cái sự lạc quan ấy nhờ họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa. À, trước khi đó, trước khi biết đến lòng thương xót Chúa thì của con là đạo gốc phải không? À, lúc trước khi biết đến lòng thương xót Chúa thì như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người trước khi con chưa biết lòng thương xót Chúa thì sau khi con thấy cha về trí Hòa thì con cũng nghe người ta nói rồi con tự đi thôi rồi con đi xuống với cha cầu nguyện giống như từ trước giờ con chỉ có, có cứ cầu nguyện khi con mang bầu cũng vậy con cứ cầu nguyện xong rồi cái khi con mang bầu bé nhỏ con nè à, thì lúc mà con gần sanh á thì con lại cái ngày cuối cùng con không có máy à, gần tới ngày sanh không có máy cái Mày cái đầu không cái bụng con không có máy nữa em bé không có cử động trong bụng nữa à, tôi nãy giờ tôi tưởng chị không có máy bài giảng lòng thương xót chúa và từ, từ là lúc mà chị uh, sắp sinh rồi thì máy nó hết pin hay là cái máy nó hư tôi đang tính bảo sao không chị không nói tôi tôi gửi tặng cho cái máy để mà đi sinh từ là chị mang cái máy đi để nghe rồi lúc mà đi sinh cho nó đỡ buồn Nó là, là máy là là đạp phải không như là người đạp máy may gì phải không À, Đập máy may hay là đứa bé nó không có máy Thì là đứa bé nó không có đạp Không có dãy gì trong bụng đúng không ạ? Dạ à, Rồi Xong rồi cái con bị cảm ối xong chồng con vừa ký xong cái bác sĩ đưa con đi hồi ký cái giấy để cho con đi mổ thì lúc mà chồng con quay lại thì không thấy con đâu nữa thì con mới mổ bé ra được đúng được một tháng thì cái mắt con từ từ xong mà nó nhanh quá rồi chị chị đi đâu mà chồng chị ký xong rồi quay lại không thấy chị để đâu nữa là như nào từ từ từ, từ từ bây giờ là đứa bé nó tới ngày sinh yeah. nó không có máy yeah. rồi rồi từ đó đi từ đó thì từ rồi như sau nữa yeah. Xong rồi chồng con ký giấy tờ để cho con đi mổ Thì tới lúc chồng con mới vừa đi ra ngoài Xong bác sĩ thấy con tình huống gấp quá ừ. Rồi bác mới đưa con đi mổ Thì khi chồng con quầy về phòng thì không thấy con đâu nữa à. Rồi xong rồi khi con sanh em bé ra thì ổn định hết Thì đến khi được một tháng Thì về nhà thì cái mắt của con của con á, nó cứ đổ gèn Thì con cứ nghĩ là đổ gèn bình thường Thì con cũng mua thuốc nhỏ mắt nhưng mà xong hồi sao chúa cũng soi sáng cho con á là con lại đi xuống bệnh viện mắt thì bác sĩ nói là bị tắc tuyến lệ thì tắc tuyến lệ thì bác sĩ mới thông thì thường thường là con thấy ở trong đó là các bé á, có bé thông hai lần có bé thông ba lần nếu mà biết chậm á là sẽ mù đôi mắt là 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 là, là không không còn nhìn thấy đường thì con cũng trước khi con đưa vào để thông mắt con của con á thì con cũng cầu nguyện Chúa để cho xin Chúa soi sáng cho con để cho con của con được ơn chữa lành và không phải thông lại lần nữa tại vì cái kim nó rất rất đáng sợ. Thì con của con thông có một lần cái là hết không có phải đi lại tái khám nữa. Rồi sau đó thì con của con rất là dễ nuôi thì con cứ nghĩ đâu nó diễn ra bình thường thôi thì đứa con trai đầu của con thì lại rất là khó nuôi thì tới khi mà con của con cái chân nó cứ đau thì con nghĩ là con nít nó chạy nhảy thôi con không có nghĩ là nó đến mức nghiêm trọng như vậy thì mẹ con 4 năm sau mẹ con ngã bệnh thì con về chăm mẹ con được một tháng thì con cũng quay về thành phố được một tuần là con của con bắt đầu cái chân nó càng ngày nó càng trở nặng thì con mới đưa con của con đi thì cái phác đồ của con của con là phải tới 3 tuần mới có kết quả thì bác sĩ trước khi hẹn 3 tuần thì bác sĩ cũng cho sang các trần quốc thảo với lại bệnh viện mắt để kiểm tra về cái bồ đào mắt với lại cái thính nực của cái tai nghe thì sau khi có kết quả 3 tuần thì con quay lại à, bệnh viện Nhi Đồng 2 thì bác sĩ nói là con của chị có vấn đề trong máu. Bây giờ tôi cho chị vào trong cái khoa để làm cái giấy tờ khoa ngoại trú. Thì từ đó đi là hầu như con sống ở trong bệnh viện. Nhiều nhưng mà con vẫn tin vào Chúa con rong ruổi cha đi đâu con đi đó rồi từ đó đi là con cứ chạy nói chung con không có lịch trình hay gì hết con cứ đưa con đi khám bệnh xong còn dư thời gian là con lại chạy xuống giáo điểm tin mừng cứ đi xe Honda 37 lần như vậy thì con lại hay tham dự vào cái thanh lễ vào thiếu nhi tại vì cái giờ đó là giờ chiều là cha đã gần kết thúc thì sau cái đó con đi khám thì cứ thế là con cầu mà cái chân của con của con mỗi lần nó lên cơn nhức á là nó gồng rồi đêm hôm con cứ phải đấm mà con cũng muốn kiệt sức luôn thì xong rồi cứ nhập viện liên tục xong rồi có một lần đó khi con của con uống thuốc được một tháng á được một năm thì cứ uống vô thì nó xịt máu mũi cứ uống vô là xịt máu mũi con cứ khóc con cầu nguyện Chúa xin Chúa soi sáng cho con để cho con biết đường con đi thì con mới hỏi bác sĩ là không uống thuốc được không bác nói là nếu mà uống thuốc thì còn sống không uống thuốc thì sẽ chết thì con lại cầu nguyện Chúa xin Chúa soi sáng cho con để cho con đi hướng cái đông y rồi cho con tìm đường lối con đi thì con mới nghe đâu là ở nhà, nhà thờ Thánh Tâm thì con mới gõ vào cái từ nhà thờ Thánh Tâm nhưng mà Chúa lại không dẫn con đi nhà thờ Thánh Tâm Chúa lại dẫn con đi đường khác Gặp một cái thầy đồng y cũng đạo thiên chúa luôn Thì từ đó đi thầy cứu con Nhưng mà trên con đường của con đi nó rất là gian chuân Thì khi con gặp được thầy 3 tháng Thì con lại vô tình không có xin số điện thoại của thầy thì cái ngày bốc thuốc, cái ngày cuối cùng đó Thì cái chị bốc thuốc đó Chị mới hết thuốc Chị mới đưa cho con được mấy thang Còn chị lại cho con cái số điện thoại Và xin con số điện thoại thì từ khi đó thì không may cũng có cái biến cố xảy ra với thầy thì khi con quay về nơi đó thì không gặp được thầy Thì con khóc với Chúa là bây giờ con con của con đang giảm bệnh vậy con biết đi đâu con biết tìm thầy ở đâu thì xong con lại nhớ ra Chúa soi sáng cho con thì con lại nhớ ra cái số điện thoại của chị kia thì chị kia cũng không có số của thầy chị mới lại có số của người khác chị lại xong cái con mới xin được Thế là từ đó đi con lại gặp lại thầy Rồi từ đó đi là thầy cứu con của con Thì trong quá trình mà con của con biến chứng nặng nhất là 5 năm, năm liền Thì thầy cũng um, cứ kêu con là phải tín thác và Chúa cầu nguyện Nhưng mà trong cái 5 năm, năm đó nó xảy ra rất là nhiều cứ uh, về rồi lại đi về đi rồi hai đứa con con trai của con gãy tay hai lần cũng mổ đặt đinh hai lần rồi một đợt thừa nữa là trải qua 5 lần phẫu thuật, cứ về đứa này xong lại đưa đứa kia, cứ xong rồi lại đưa đứa kia liên tiếp như vậy. Thì nhưng mà con vẫn không bỏ cuộc. Nhưng mà mỗi lần con đi ở dưới cha về xong là được mấy ngày sau là con của con lại nhập viện, giống như là một cái thử thách lớn đối với con, nhưng mà cũng là lỗi của con. Tại khi con sợ mất đứa con gái của con thì con lại cầu nguyện với Chúa như vậy chúa ơi chúa cứu con gái của con con cũng, con sợ nếu mà con của con mất chắc con không sống được con khổ cỡ nào con cũng chịu đựng được thì chúa thử thách con xem là cái sức lực của con đến đâu thì đúng như vậy đến một khi năm năm liền thì cái ngày đó chúa cứu con của con thiệt thì lúc đó con cũng vẫn chưa nhận ra bến đầu con ngã bệnh con ngã bệnh con nằm trên trường bệnh mấy tháng liền thì lúc mà khi giống như Chúa để cho con nhận ra, thì con lại cầu nguyện Chúa lại xin Chúa cho con rút lại lời nói, thì sức lực con người không thể nào chịu đựng được, chỉ có Chúa bên cạnh nâng đỡ thì con mới vượt qua nỗi. thì bắt đầu từ lúc đó đi, như cái biến cố của con, rồi cũng dần dần rồi cũng thưa thớt đi, rồi con của con cũng được ngày hôm nay, chưa lúc mà con của con cái ngày lên làm chứng cho Chúa một lần ở giáo điểm á thì con của con là bị HP bao tử, nó biến chứng đủ các kiểu hết thì cái bà bác sĩ đó nhất quyết không cho con của con nội soi. Thì cái ngày đó con mới cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ngày mai cho con gặp bác sĩ khác. Thì Chúa lại cho con gặp bác sĩ khác thật, thì sáng đó bác sĩ đó khám cho con của con thì con của con ký giấy một cái rẹt là đi nội soi mà cái người không cho con của con nội soi thì cũng là cái người đó nội soi cho con của con tại vì con không được vào phòng nhưng khi ra thì con của con nói mẹ ơi mẹ biết ai nội soi cho con không cái người mà không cho con nội soi là cái bác sĩ đó nội soi cho con đó là thì xong rồi cái con của con là cũng bị hb bao tử cũng rất là nặng phải đưa cái khi lấy cái con vi khuẩn nó ra đưa đi cấy thì bác sĩ nói rất là nặng mà hoạt tính nó rất là mạnh thì phải điều trị trong 6 tháng nhưng con cũng vẫn tin thác và Chúa con cầu nguyện thì con của con có hai tháng hết bệnh là HB bao tử thì con của con lúc đó mới lên nằm chứng thì cái ngày mà lên nằm chứng cho Chúa thì vô tình cái ngày đó lại kiến ba khoang cắn con của con kiến ba khoang cắn ở mắt nè xong rồi con của con mới sang bệnh viện mắt thì xong rồi lại sang gia liễu xong rồi con mấy mấy con của con thấy còn dư thời gian con mới nói thôi hay mình đi về dưới cha long mấy con để tạ ơn chúa xong rồi con mấy hai mẹ con đi xuống cha thì buổi tối hôm đó là ngày 24 tháng 6 á thì con của con mới lên làm chứng cho chúa là bị được ơn chữa lành hết bao tử HB thì cũng là cái ngày đó là con của con cũng vẫn sức thuốc có kiến bà khoang nó cắn ở trên mặt đó thì con cũng kêu ừ thôi con lên để làm chứng cho chúa nhưng mà biến cố nó rất là xảy đến với con rất là nhiều mà con cũng mỗi khi mà chúa ban ơn cho con gì thì vợ chồng con lại nói với nhau là tạ ơn chúa chúa đã ban cho và cái điều kỳ diệu nhất là chúa toàn gửi cho con đến người đạo Phật nâng đỡ cho con mà không phải giúp vợ chồng con vô điều kiện tại con chẳng có cái gì để mà À, đưa ra để mà thế chấp hay cái gì hết nhưng mà người ta giúp con vợ chồng con vô điều kiện là không phải một hai chục mà tiền trăm là con tạ ơn Chúa là Chúa đã xoa dịu cái phần đó cho con và mỗi khi mà con của con bị bệnh gì thì có lần đó con của con bị cái má nó sưng lên thì con mới đưa con đi thì giống như nhập viện nhiều quá rồi cái con gái con mới hỏi mẹ ơi lúc đó con đang chạy xe đi xuống dưới nhi đồng á mẹ ơi rồi mẹ lỡ con nhập viện mẹ có tiền lo cho con không lúc đó con phải nuốt nước mắt vào trong và con nói con cứ yên tâm mẹ nhiều tiền lắm không phải lo tất cả mẹ lo hết nhưng mà thật sự mỗi lần con đi đâu là trên đường đi con cũng cầu nguyện và con cũng tới bây giờ con cũng hay nói với con của con là không phải là chúa ban cho mình có tiền là mấy là chúa ban còn chúa ban cho mình có rất là nhiều thứ nếu mà chúa không ban cho mẹ thì ngày hôm nay mẹ không có tồn tại mà mẹ lo cho chúng con được tới ngày hôm nay tại vì con cũng bệnh rất là nhiều nếu mà kể ra thì con không còn một cái gì trong người mà không bệnh hết nhưng mà chúa ban cho con một cái ơn lớn là cho vợ chồng con có sức mạnh có kiên nhẫn để vợ chồng con đi trên cái con đường mà cầu nguyện cho các con của con và con cũng hay nói với con của con là sau mai con học xong con đi ra trường con đừng có đợi khi nào con giàu có con mới chia sẻ mà ngay khi con đang nghèo con bớt ra một đồng để con giúp cho những các em mà cần được viên thuốc giống như con khi con đau đớn như thế nào thì các em hoặc các bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh cũng như vậy nhưng mà chúa ban chúa ban cho mẹ mẹ đau bệnh như vậy nhưng mà con thấy không mẹ vẫn làm được việc là mẹ hạnh phúc hơn những nhiều người nằm một chỗ là con nói với các con của con vậy để cho các con của con đỡ có một cái suy nghĩ lệch lạc là giống như sao mẹ cầu nguyện nhiều mà sao chú không ban cho gia đình như vậy như vậy vân vân và vân vân thì con cũng phải cầu nguyện chúa để soi sáng cho con thì con cứ nói con con là mỗi tối đi ngủ con cứ tạ ơn chúa ban cho con một ngày bình an và xin chúa gìn giữ con một đêm bình an thì con nói với các con của con là cuộc sống này nó vô thường lắm nên thôi con cứ cầu nguyện rồi chúa sẽ soi sáng con không phải đọc kinh nhiều nhưng mà con cầu nguyện con phải biết tiến thác nên mỗi khi con làm bất cứ một điều gì thì con cũng cứ cầu nguyện mặc dù con không có đọc giống như cái tâm trí của con nó cũng bối rối nhiều rồi cái biến cố nó xảy ra cũng nhiều trên cái con đường của con thì con chỉ có cầu nguyện rồi ví dụ như là con mở sách con đọc kinh lúc nào rảnh thì con đọc lòng chúa thương xót còn không thì con cứ cầu nguyện và con cứ để cái bức hình ngay ở chỗ bàn máy may của con á mỗi khi gặp biến cố gì thì con lại cầm bức hình này lên con hôn chúa rồi con cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho con mỗi ngày để cho người thân của con cũng biết nhìn nhận cái hoàn cảnh của gia đình con như vậy để đồng cảm với hoàn cảnh cho gia đình con thôi rồi um, cầu nguyện cho gia đình con. Um, chúng ta trở lại cái câu hỏi mọi người vẫn đang thắc mắc đấy là viêm khớp thiếu niên tự phát là sao? và bé đó là mắc bệnh từ bao giờ và trong thời gian bao lâu chị chia sẻ cho mọi người rõ hơn. Dạ khi con của con vào năm học lớp 2, cuối năm học lớp 2 là con của con bị thì khi bác sĩ nói con cũng không có hiểu về viêm khớp thiếu niên tự phát thì bác sĩ mới phân tích là trong máu của con có một cái miễn dịch là nó có một cái cái khuẩn thì nó phát đi đến đâu nó sẽ đau đến đó và cũng có cứ tới ngày dù bận cỡ nào bận bác sĩ đã hẹn ngày đó là phải lên không có được đi ngày khác đi ngày khác là không có giải quyết thì các bé mà con của con được chúa chữa lành như ngày hôm nay chứ là rất là hạnh phúc tại vì mấy bé kia là biến chứng là có bé thì ngồi xe lăn có bé thì bị chân cao cân thấp có bé thì thuốc vào nhiều quá không có đáp ứng được thì uống thuốc không đáp ứng được thì họ phải trịch trực tiếp vào cái cái xương đó để cho là không có bị đau là cái bệnh đó nếu như mà nó biến chứng sang là là mù mắt là một là chạy vào tim rồi tràn dịch màng phổi và viêm đường ruột thì tháng 10 vừa qua của con của con thì là viêm hồi tràng đó là đã biến chứng sang cái đó thì con có nhắn tin cho cha là lúc đó họ nghi là bị ruột thừa nhưng mà không phải thừa nó là viêm hồi tràng là tháng 10 cuối 2023 vừa qua thì cũng được Chúa chữa lành là con của con được như ngày hôm nay là con rất là hạnh phúc và con chỉ biết tạ ơn Chúa là Chúa đã ban cho con của con rồi từ năm lớp 2 nó cứ bị tiếp như vậy thì khoảng trong khoảng bao nhiêu năm như thế là tới 2023 có năm nay là con vừa cắm kết quả, quả. quả là 10 năm cha vâng. là trong 10 năm đó nhưng mà 5 năm liền thì nó... từ năm lớp 2 cho đến năm lớp 12 tức là 10 năm. 10 năm liên tiếp bị chứng gọi là viêm khớp thiếu niên tự phát à, mà nếu mà không chữa được thì nó sẽ biến chứng ra mù và hoặc là bại liệt và nhiều cái hậu quả khác. Và khi bị viêm khớp như vậy thì nó đau đớn như thế nào chia sẻ cho mọi người? Dạ, cái khớp nó đau từ dưới cái gối á. Mỗi lần lên cơn đau là con của con nó cứ gồng cái chân, gồng cái người lên. Xong rồi con phải đấm bóp rồi con xoa cho con con Nhưng mà nó cũng Mỗi lần mà lên cơn sốt là cứ 39, 40, 41 Mà càng sốt bao nhiêu thì cái máu lắng đó Nó càng tăng Mà càng tăng bao nhiêu thì cái xương khớp Nó càng đau bấy nhiêu Mà đau mỗi lần lên cơn đau là Gồng hết người rồi xong rồi Chỉ có nằm thở thôi Mà không ăn được nhiều Rồi kiệt sức Dạ ừ. yeah. Nó đau như vậy thì lâu lâu hay là cứ thường xuyên như vậy suốt 10 năm trời như thế? 5 năm liền là thường xuyên như vậy. Rồi sau đó là bắt đầu giãn ra. Giãn ra từ 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 từ. Rồi cứ mỗi lần đau thì lại uh, uống thuốc. Nhưng mà con quyết định không có... Vẫn đi mà để xét nghiệm. Nhưng mà con lại uh, cầu nguyện Chúa soi sáng cho con là con điều trị phắc đồ về đông y. Rồi... Uh... Khi bé bé bị như vậy thì làm sao mà đi học được um, cho tới bây giờ đến hết uh, lớp 12 được trong vòng 10 năm như thế làm sao mà sao đi học được. Con cũng tạ ơn Chúa điều này. Trong 5 năm, năm liền là con của con học tiểu học. Nhưng mà cái năm mà con của con học tiểu học là cái thời điểm cao nhất là con của con bệnh nặng. Nhưng mà bé vẫn học giỏi, vẫn kiên trì và rất là siêng khi những khi có lần nghỉ và sáng đây hai mẹ con của con là đi từ 4 giờ sáng để khám để cho kịp giờ về để trưa đi học là bé không có muốn nghỉ cứ quyết tâm theo học và đến khi con của con được chúa gìn giữ là cứ mỗi lần bệnh như vậy nhưng nghỉ thì con của con vẫn cố gắng học thì trong 5 năm đó vẫn là học sinh giỏi rồi vẫn theo học tới ngày hôm nay và đến khi vào cấp 3 thì cái việc học nó cũng nặng thì khi nghỉ thì con của con cũng được thầy cô giáo nâng đỡ là kèm cặp rồi con của con cũng con cứ khuyên nhủ con của con phải cố gắng để mà học rồi sau này có một cái tương lai rồi sau này đi giúp ích cho đời cho nhìn từ bản thân mình rồi để sau này con cũng nhìn đó rồi con cố gắng con cũng chỉ nói như vậy rồi suốt 10 năm như thế thì chị đã dành rộng rã đi xuống nhà thờ Chi Hòa Rồi sau đi xuống giao điểm tin mừng à, Chúng ta biết là từ trung tránh mà đi xuống tới nhà bè đó thì Chị mất khoảng bao nhiêu tiếng? Thế nếu mà không kẹt xe thì con chạy cỡ chừng khoảng hơn một tiếng là tới Tại vì gần 40 số. Lúc đầu con chưa biết đi á, thì con đi hơn 40 số. Sau này con biết đi rồi á Thì con đi đường trong Sài Gòn Thì nó gần hơn được chút Nhưng mà con canh giờ con đi để cho Giảm cái, cái xe Chị đi như vậy là một mình hay là Chở cháu nó đi Dạ con của con, có khi con đi lấy thuốc Thì con đi một mình Rồi có khi đi khám bệnh thì con tạt vô cha Là có con của con nữa Dạ vâng ạ Nên no. chị nói là tất cả mấy chục lần như vậy 37 lần vâng. Anh sẽ biết là một năm thì có 52 tuần lễ mà chỉ đi tới 37 lần. Thì có thể nói là trung bình cứ tuần nào cũng đi, trung bình. Có tuần nghỉ nhưng mà trung bình như thế. Anh chị em thấy sự kiên trì, sự kiên trì, cái sự bền bỉ đó là lòng tín thác. Không phải tôi tín thác vào lòng thương xót Chúa rồi tôi cầu nguyện với Chúa rồi uh, một cái là tôi khỏi. Tôi đi hân hoan, tôi đi làm chứng, tôi chia sẻ cho mọi người. Không, để được mà hôm nay lên ngồi trong chương trình điểm hẹn chủ nhật chị chấp nhận 10 năm gian khổ 10 năm gian khổ không phải là chỉ con gái của mình không mà chính bản thân chị cũng mang bao nhiêu thứ bệnh rồi thằng con trai cũng vậy cứ hết con trai rồi đến con gái rồi tới mẹ cứ như thế và cũng may là còn có người chồng cùng đồng hành cùng cảm thông mà nếu người chồng không đồng hành không cảm thông chỉ ba mẹ con thì chúng ta nghĩ rằng sẽ như thế nào Gánh nặng như thế nào Anh chị em biết là cầu nguyện liên lỉ 10 năm 10 năm trời mà trung bình cứ một tháng chạy đi đến trong điểm tin mừng Thôi chứ 10 lần, 20 lần và quá lắm rồi Khi trì sao nổi nữa Mà con mình thì nó cứ như thế Cứ như thế Nó cứ đau như vậy mà Người mẹ mà nhìn nó con nó đau Thì lòng của mẹ tan nát như thế nào Chị chia sẻ cho mọi người mà Chị thấy con chị đau như vậy thôi Chúng ta biết là cái viêm khớp vô cái xương của mình ấy. Anh chị em thấy nhất là những người lớn tuổi chút bây giờ thì xương cốt nó đau Ông này mới ngồi nghe chia sẻ tí Thì cha con đau lưng Ông này bao nhiêu tuổi 25 25 thì cha con đau lưng lắm rồi Ở Ông kia thì là lên cầu thang là không đi nổi Phải thang máy rồi Cái khớp xương Xương nó đau thấu mà một tí thôi Chỉ va vào cái xương một tí thôi đã thấy đau lắm rồi Xương nó tấy lên Còn đây cả cái hai cái chân như thế Cả con người như thế nó đau như thế nào Anh châm tưởng tượng coi con bé nó chịu đựng như thế nào Mà người mẹ nhìn con mình mới năm Mà cứ quằn quại Nó nghiến răng lại, nó cắn răng lại Nó chịu lúc luôn lúc, lúc là lên cơn đau Lên lì năm năm trời liền như thế rồi sau này nó mới giảm bớt dần 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 Lúc đó mình mới thấy rằng là không đơn giản đâu Con đường theo Chúa, con đường lòng thương cho Chúa Không phải là con đường trải thảm đâu và anh chị em đừng cứ nghĩ là ơn Chúa đâu mà nhiều thế Để được ơn Chúa như vậy thì có sự tín thác và cầu nguyện liên lỉ như thế nào? Bền bỉ cầu nguyện Chúa nói ai bền đỗ đến cùng thì mới được cứu thoát Các con hãy kiên trì cầu nguyện Liên lỉ cầu nguyện Và Chúa ban lúc nào và Chúa ban như thế nào Đó là quyền của Chúa Ta không có quyền can thiệp bảo Chúa phải ban ngay chứ 9 năm rồi chưa chị chịu nổi nó thôi Chúa ơi Chú ơi nó đau quá rồi không chịu được nữa Nói, Chú chua chú làm ngay đi thôi Chú làm như thế nào và lúc nào Chúng ta hoàn toàn không biết được Và đó là tín thác Mà vẫn cứ kiên trì cầu nguyện như vậy Chạy xe Honda mà 40 cây số hơn một tiếng đồng hồ Từ Trung Nhánh lên nhà bè đâu phải chuyện đơn giản đâu thưa anh chị em Anh chị em lâu lâu đi lần còn thấy đỡ Đi, đi Nhưng mà nếu mà đi mà mỗi lần về thấy nó khá hơn nữa thì còn ngon Đi, đi về có khi nó nặng hơn đúng không? Yeah. Đúng rồi. cứ về được hai ba ngày cái con của con lại nhập viện cái đưa con gái con về xong lại đến thằng con trai của con xong rồi cái hôm mà con trai của con á bị mổ được thừa cũng vậy con của con nó đau cái nó tím hết người lại cái con đưa con của con đi cấp cứu ở trên xe cấp cứu con mới nói con là con con lúc đó con cũng sợ con của con chết nó tím hết lại con mới nói là con cầu nguyện Chúa đi con đọc kinh mẹ ơi con đau như vậy mẹ con bắt con đọc kinh hơi vậy con cầu nguyện có không đọc kinh rồi con cầu nguyện rồi mẹ cầu nguyện cho con thì lúc đó con với con của con cầu nguyện thì con của con giảm đau nhưng mà cái điều kỳ diệu là cái Chúa ban cho vợ chồng con này, này có cái sức như vậy này khi con lo của con con có khi mấy ngày con không ăn gì nhưng con vẫn lo cho con của con nhưng mà dù con của con có nằm một tuần hay bao nhiêu con cũng vẫn lo được nhưng đến khi con về đến nhà con buông cái cặp con của con khỏe một cái là con buông cái cái ba lô xuống cái là người con nó nhũn nhả hết là xong cái con phải nghỉ ngơi một vài ngày cái là con khỏe nhưng mà con vẫn không từ bỏ đến khi con trai của con vô cấp cứu hai ngày một đêm con không ăn con cũng không nằm mà con nhìn thấy người ta nằm con muốn chui vô cái gầm giường để con nằm luôn nhưng rồi xong rồi cái người ta bắt con ký giấy nhưng mà con của con lúc đó cũng nặng thì khi con trai của con nghe như vậy nó cũng sợ xong con mới nói thôi bây giờ con cầu nguyện đi rồi 5 giờ sáng bắt đầu con của con đưa vô phòng mổ thì khi mổ xong rồi con của con ra là ca mổ thành công rồi con tạ ơn chúa con cũng chẳng biết lúc đó xong rồi mẹ chồng con mới gọi điện cho con dạ chúa ơi sao chúa trao cho con thánh giá nặng vậy thì con hai hàng nước mắt con rơi ra con chỉ nói vậy nè giờ con cũng chỉ biết cầu nguyện chúa thôi chứ con cũng đâu có biết làm gì hơn thì ngày hôm nay con đi xuống với cha thì chồng con mới nói với mẹ chồng con là ngày mai vợ con đi xuống cha long để làm chứng cho chúa mẹ con mới nói với chồng con là nó là đệ tử của cha Long <laughs> Thì con cũng mắc cười Thì con cũng chỉ thấy, nghĩ là cha đi đâu con đi đó Nhưng mà con không có cái sự sắp xếp Nghĩa là ngày nào con đi là con cứ Thấy là còn dư thời gian là con chạy xuống dưới giáo điểm Rồi khi nào con đi lấy thuốc Còn dư thời gian thì con về trung tâm phục vụ Con cầu nguyện thôi Chứ con không có nói là ở hôm nay mai phải đi hay như thế nào Con đi là con đi thôi Chứ con không có cái sự sắp xếp gì hết ờ, Còn uh, chồng của con thì như thế nào? Nãy giờ thì chúng ta nói về chuyện ba mẹ con kiên trì chiến đấu Bên cạnh đó thì chồng của con làm sao và cuộc sống của con tụi con như thế nào Nếu mà con cứ lo cho hai đứa con của mình thuốc men như thế Thì làm sao mà sống về chồng con Làm sao mà nuôi nổi được cả ba mẹ con như thế thì trong đó thì chồng con lúc đầu thì thấy con của con bệnh rồi con bệnh rồi lúc đầu chồng con cũng cũng buồn lắm nhưng mà rồi xong rồi cũng cầu nguyện là chồng con cũng cứ tín thác thôi cứ cầu nguyện chúa rồi chúa ban ơn rồi cũng bị trên con đường nó cũng có nhiều cái lắm cha xong rồi chồng con cũng chỉ biết cầu nguyện là thôi giống như chỉ có ai ở trong hoàn cảnh mới hiểu được còn chỉ có mong là đồng cảm rồi này, này kia thì chồng con thì con đi cầu nguyện hay gì là chồng con cũng luôn ủng hộ mặc dù chồng con chỉ có đi xuống dưới cha được hai lần nhưng mà không có đi nhiều nhưng mà con đi đâu hay con làm gì con cầu nguyện như thế nào chồng con cũng không có nói gì hết rồi cũng cầu nguyện hàng ngày cầu nguyện cho các con của con rồi một ngày nào đó rồi chúa ban ơn soi sáng để cho làm tại vì chồng con thì bên thiết kế thời trang nhưng mà cái công việc của chồng con nó cũng bấp bênh là giống như là à, bữa có bữa không rồi vợ chồng con ban ngày thì vợ chồng con đưa con đi bệnh viện thì về đêm thì làm ban đêm cứ như vậy một ngày ngủ được có hai ba tiếng ba bốn tiếng cũng có tùy ngày nào mệt thì ngủ nhiều hơn chút còn ban ngày thì phải lo cho con cái ban đêm thì làm đêm may nhận hàng gia công lúc đầu người ta đổ vải cho mình rồi mình cắt mình thiết kế mình may nhưng khi con cái ngã bệnh cái không có làm được vậy thì bây giờ con lại nhận giống như người ta cắt sẵn À, cái hàng thời trang rồi con làm Nhưng mà chồng con thì giỏi hơn con Con chỉ có là à, May phụ này kia thôi Còn chồng con bên ngành kỹ thuật Thiết kế này kia Ví dụ cái nào khó thì con hỏi chồng con Chồng con chỉ cho con Thì hai vợ chồng rồi chia sẻ với nhau Trong cuộc sống cũng có những biến cố Rồi vợ chồng cũng này kia Nhưng mà rồi cũng phải cố gắng để mà Vượt qua rồi cầu nguyện Và cũng nói chung con cái bệnh như vậy cha cũng con nói như vậy là cha cũng hiểu là nó rất là nhiều cái về vật chất nhưng mà Chúa lại mỗi khi cứ phút 99 Chúa lại gửi đến cho con người đạo Phật người ta lại đưa đến cho con rồi để con lo cho con cái con Là như vậy chứ con đâu giống như người ta giàu có người ta nhà biệt thự này kia yeah, con cũng đâu thể nào dám lại gần người ta được nhưng mà tự người ta sang nhà con thì cái ơn đó là con thấy rất hạnh phúc là nó cũng không con cũng không thể hiểu được nhưng mà thật sự ba có ba người đạo Phật mà để con phải kính trọng nhất là ba người đó là toàn giúp vợ chồng con là tiền trăm chứ không có tiền chục nói chung là như vậy rồi nghe thì rất là vui nhưng mà cũng có một cái gì đó mình thấy nó xót xa quá phải không Ba người mà chỉ kính phục Trong lúc gia đình cả suốt 10 năm Chiến đấu với cái nghèo Cái đói, cái bệnh, cái đau Của mình và của con mình Mình nghĩ là Một Linh Mục đến giúp chứ Một tu sĩ đến giúp chứ Một người công giáo đến giúp chứ Một người uh, um, Trong đoàn thể nào đó Đến giúp chứ Có phải không Có phải không ạ Không phải hợp lý chứ đây chả có ai ngó ngàng gì lại hóa ra một người đạo Phật, một người Phật giáo, một người Phật tử, ba người theo đạo Phật hết, họ lại có lòng thương xót đến với người Công giáo của mình. bàn tay của Chúa kỳ diệu quá, không hiểu được. và đó cũng là điều mà chúng ta suy nghĩ lại coi, tôi là người Công giáo, tôi có lòng thương xót với anh chị em của tôi chưa? tôi đã biết quan tâm đến với những người nghèo đói người túng quẫn người bệnh tật chung quanh tôi chưa hay là có một số người thứ cha con không làm điều gì xấu tôi có nói chị làm điều gì xấu đâu tôi chỉ nói chị hãy làm điều tốt thôi mà Thì con có phải lo cho nhà con đã phải, phải lo cho gia đình con đã nhà quá đầy đủ rồi mấy xe hơi mấy um, tiệm neo rồi mấy biệt thự rồi, đủ mọi thứ rồi mà bây giờ nói là giúp cho Người nghèo thực hành lòng thương xót Cái là bắt đầu rụt lại à? Mà lúc nào cũng cầu xin Chúa thương xót con Mình muốn Chúa thương xót mình Mà mình chẳng thương xót anh chị em của mình Để Chúa phải gửi người Phật tử đến Người Phật giáo đến Vậy thì mình truyền giáo thế nào Mà nếu người ta nhìn thấy tấm gương của những người Phật giáo Mà giúp cho những người cưng béo như vậy Thì họ theo đạo nào Theo đạo Phật thôi Đau chứ Xót xa chứ mà cũng thấy mình tội lỗi chứ Cái tội là tội vô cảm Tội là tội không biết xót thương Tội là tội không biết sẻ chia Không biết quan tâm đến anh em mình Nhiều người lắm Giàu có lắm thưa anh chị em Mà không bao giờ biết mở lòng ra Không bao giờ biết chia sẻ Không bao giờ biết quan tâm đến người khác Cứ hỏi cái nhắc tới là Còn khó khăn lắm rồi Lúc nào cũng còn bao nhiêu dự án Cả ngàn tỷ, cả ngàn tỷ cứ khoe như thế rồi cứ cầu nguyện cha cho con rồi được dự án này dự án kia cứ cả ngàn tỷ cả ngàn tỷ mà bỏ ra một vài chục triệu vụ khó còn đây người ta giúp cả tiền trăm chữ trăm triệu trở lên chứ không phải là tiền chục triệu nữa anh chị em nghĩ thế nào anh chị em nghĩ thế nào rồi mình đi truyền giáo như thế nào được mình đi làm chứng như thế nào được nói những người phật tử họ làm được chuyện đó mà tại sao mình không làm được đó là điều mà mình phải cảm thấy xấu hổ và thấy tội lỗi không phải tôi không làm điều gì, gì xấu là tôi đã vô tội Mà tôi còn thiếu sót trong những việc thiện Đó là kinh cáo mình Có đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm Và những điều thiếu sót Những điều thiện, điều tốt Đáng lẽ tôi phải làm mà tôi không làm Xét mình lại chuyện đó Hôm nay câu chuyện hiệp hành với người viêm khớp thiếu niên tự phát Có những vấn đề chúng ta đặt ra và tự mình tìm một câu trả lời tự mình sám hối ăn năn trước mặt Chúa xin Chúa thứ tha vì tội vô cảm của con tội thiếu quan tâm và tội ích kỷ của con không biết nghĩ đến những người khác giống như những anh em tôn giáo bạn và bây giờ thì đã cũng hết giờ à, chúng tôi muốn gửi đến uh, chị những món quà của lòng thương xót Chúa um, đây là chuỗi uh, um, lòng thương xót Chúa đây là chuỗi uh, mân côi, vâng, à, cầm cho cha một chuỗi này về gửi về cho cháu uh, gia linh, vâng, đây là radio sống được chính nhân là những người họ đã được ơn của Chúa trong những chương trình điểm hẹn chủ nhật, họ um, làm chứng và đây là radio chuyện xưa trong lòng thư xót những câu chuyện cổ tích được kể lại dưới ánh sáng lòng thư xót Chúa, đây là radio các bài giảng lòng thư xót Chúa mới nhất và đây là chuỗi gửi cho bé gia linh nha vâng lấy cho cha một chuỗi nam nữa có trường hằng anh đã bảo sao chị sao em nó có mà nó không có <laughs> đây là cuốn sách con đường tín thác đây là sách kinh nguyện lòng thương xót chúa và đây là cuốn những lá thư không gửi Rồi, cảm ơn con đây là gửi cho anh Trần Anh Kiệt à? Nguyễn Trần Gia Bảo là Nguyễn Trần Gia Bảo nha Vâng, cho gửi lời thăm anh và hai cháu à, Trước khi chia tay thì con có vài lời muốn chia sẻ nhắn nhủ những người mà đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, nghèo túng Những người mà kêu cầu mãi mà chú vẫn không nhận lời Còn chị đi 10 năm kiên trì cầu nguyện thì mới được như ngày hôm nay Nhắn nhủ vài người vài lời với mọi người trước khi chúng ta chia tay các con cũng xin nhắn đến các bệnh nhân là hãy cố gắng cầu nguyện và tín thác và hãy nhìn nhận là không phải chúa cứ cho mình cái này cái kia thì mình lại là ơn chúa mà nhiều khi chúa cho cái sức mạnh để mình cố gắng mình lo cho con cái và vượt trên cái số phận của mình đó là cũng là cái ơn chúa và chúa cho mình có cái sự kiên nhẫn cũng là cái ơn chúa chứ không phải là về vật chất mới là ơn chúa và con cũng chúc cho cha à, chúa thêm sức mạnh cho cha để cha đi tiếp sức cho các bệnh nhân à, quả lời chúa ngày hôm nay con cũng chỉ biết nói như vậy và con chỉ biết tạ ơn chúa mỗi ngày trong cuộc sống gia đình con. Yeah. song hành bên chúa lòng so thương song hành bỏ hết mọi vân vương song hành chỉ có tình mến thương song hành cùng tiến về thiên đường lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng tìm về bên chúa ru sạch năm tháng đi hoang sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua tìm về bên chúa xót thương xin chúa thư thà song hành bên chúa lòng xót thương song hành bỏ hết mọi vân vương song hành chỉ có tình mến thương song hành cùng tiến về thiên đường